Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Như vậy là Luân Hồi Điện lại tiếp tục là có sự kiện mới rồi anh em ơi. Thì đây, Luân Hồi Điện nó cứ ra theo cái thứ tự như này thôi. Đầu nhỉ? Chiêu một linh thú này, thú tinh quái này. Sau tuần sau là có biến hóa thần thông nên là anh em tích lũy dần nhé. Truy tìm pháp bảo. À không phải, cái này anh em phải phụ thuộc vào server của anh em ấy. Ví dụ như mình đang là thú tinh quái thì tuần sau mình sẽ là biến hóa thần thông, nhưng có thể là anh em bây giờ mới đến chiêu mộ linh thú, hoặc là có nhiều anh em ở server khác thì lại là truy tìm pháp bảo kiểu như vậy. Đấy, thì nói chung là chỉ cần 360 vé là mình sẽ có thể là all in được cái mốc cuối này. Hôm nay là mình lại tình cờ là mình lại có nhiều vé lắm anh em ạ, đâu đó là 400 vé cơ anh em ơi. Đây lại đấy, 423 vé nhá. Ờ, vai cả nồi, ngon chưa kìa anh em. Đại sơn yêu luôn. Được của nó. Đấy là một trong những em tinh quái mình chưa có. Ồ, thế mà tự nhiên X1 phát ra luôn. Hình vách cả nồi anh em ơi. Và bây giờ thì mình sẽ đi xả thôi. Rồi, bảo kỹ các chú các kiểu con là đéo này. Xả hết 400 vé này anh em nhá. Xem được cái gì không. Ui à. 39 lần nữa là chắc chắn là mình sẽ có truyền thuyết hoặc thần thoại anh em nhá. Ui nhiều bảo kỹ các chủ thế. Phọt phọt liên tục này anh em ơi. Phọt phẹt. Phọt phẹt. 4 lần nữa. Ui, đó lại là cái em cùi bắc kia anh em ạ. Tiểu long nữ không phải là ngon không rồi chứ. Rồi không sao, 84 lần nữa thôi là mình sẽ lại tiếp tục là có tinh quái đỏ rồi. Ây à. Ây à. Ông hoàng đế này, dùng để chơi choáng đường này. Ồ, xung giá tinh này, ok này. Wow, 19 lần nữa lại tiếp tục là có tinh quái đỏ. Tinh quái đỏ. Em gì? What the hell? Cái gì vậy má? Không ổn rồi. Tỷ lệ như thế này thì khả năng cao là mình phải nâng cấp các kiểu con này điều để cho cái nhân phẩm của mình nó bùng lỗ hơn anh em ạ. Các kỳ lân này. Rồi. Đấy, tạm thời như thế đã, lại tiếp tục đi chiêu mộ. Ôi, khắc bọt ngay, nhân phẩm nó lỗ bùng ngay. Úi già, lại tiếp tục đại sư yêu rồi, tuyệt vời quá. Đấy, mình cần thêm một em quỷ tướng nữa là cho ngày hôm nay bùng nổ này anh em này. Bởi vì là mình vẫn thiếu em quỷ tướng. Đi đánh boss nó vẫn chưa được tối ưu về cái mặt sát thương anh em ạ. Ái chà. 19 lần nữa. Quá sao cứ mỗi một lần 19 lần là mình lại nhìn vào cái nó vậy ta. 4 lần này. Piu. Ui giời ơi. Thủy quan đại đế anh em ơi. Ôi lần này thì mình sẽ chắc chắn là có thêm một vị tướng đỏ, nên hy vọng rằng là sẽ là tiểu long nữ nha. Ui ôi. Nhịn kha khá lâu rồi. Tí nữa thì sỏi thận. Mày quá là cuối cùng nó cũng ra được cái skill đấy. Ui. Vai cả nồi. Không thể ngờ được là mình khấn lại quá là ok la luôn anh em ạ. Khấn phát ra luôn tiểu long nữ kìa. Trời ơi đất hỡi thực sự luôn. Ô hộ pháp thiên thần này. Rồi. Thế đã. Ngon lành cái nào cho ngày hôm nay rồi anh em ơi. Tiếp tục là nâng cấp thôi. Úi giời. Được chưa anh em. Hộ pháp thiên thần phát lên luôn skill level 5 luôn. Ngon lành quá. Uầy, bảo khí các chủ này. Ôi, ngon chưa? Ôi, vẫn được phát nữa cơ. Được thế nhỉ? Một phát cũng được. Ông này nữa. Cụ này nữa. Dạ. Úi xa. Một, hai. Uầy, nhiều thanh niên nâng cấp lên skill level 3, level 4, level 5 vách cả trường luôn anh em ạ. 1, 2 và 3. Ui, bùng nổ thế. Ngon nhỉ. Công nhận là khi mà chúng ta tích lũy tài nguyên lại, đến lúc mà chúng ta xả ra cái là ôi dồi ôi luôn. Nó cứ phải gọi là đáng scope. Không kiểu lẻ ta lẻ tẻ. Vừa không ra được những cái tinh quái mình cần. Đôi khi là tỷ lệ nó lại như hạch ấy. Mà anh em nhìn thấy mình xả nhiều phát là tỷ lệ ra những vị tinh quái mình cần rất là ngon luôn. Bên cạnh đó là đạt những con boss thì quá là phê anh em ạ. Ui 400 mảnh luôn. Ui à. Vãi.
Level 30 luôn ạ. Hiệp 1 là nhận 15,9% hút máu. Tôi là môn phái hút máu thì chả có ai chơi cả anh em ạ. 225 máy. Ồ, 347 lên được không? Thiếu đúng một phát nữa. 1 2 3 đây rồi, đại sân yêu. Úi dồi ôi, yêu quý quá, quý hóa quá. Vẫn thiếu mảnh thì có thể là lên được cả bậc 4 nhỉ. Thêm vào đó nữa, lên được bậc 5 phát thì ngon lành luôn. Cộng hưởng xem là lên được bao nhiêu điểm lịch chiến anh em nhé. 152 vạn này. Tăng cấp. Tiếp tục. Phát nữa. Ủa, nhiều vãi. Vẫn còn. Ui, lên nhiều lịch chiến nhỉ anh em nhỉ. Được rồi chứ, hết rồi. Tạm tạm như vậy nha, bây giờ thì mình sẽ đi nhận cái cột mốc luân hồi điện này cơ. Đấy. Rồi luôn. Xịn luôn. Wow. Được nhà. Vòng 2 luôn rồi này. Đừng gói nha nào. Miễn phí. Tiếp theo nó là 30 lần, 60 lần, 100 lần. Cũng căng đấy. Trời luôn. 56 lần này, 69 lần này. Mình sẽ có thể truyền thuyết là thần thoại. Cố lên. Phản công là được đấy. Ui à. Ui à, hoàng đế à. Ui à. Đại sơn yêu. Đại sơn yêu. Trời ơi, không có đại sơn yêu nhỉ. Tiếp tục hoàng đế. Ui à. Phát này thì không cộng hưởng được cái gì rồi anh em ạ. Luân hồi điện xem nào. 10 vé nữa này. 77/100 tức là phải cần tận 23 lần chiêu mộ nữa thì mình có thêm được 8 vé. Ở đây thì mình sẽ có 11 lần à. Ui, tiếc nhà 14 lần thì mình có thể là chiếu. Ôi giời ơi. Thiếu bao nhiêu vé nữa ta? À đúng rồi, đi chơi vận may các kiểu, biết đâu đó lại có anh em nhá. 87 là 13 nữa. Gói siêu hài bây giờ mình mới nhận một số những gói này anh em này. Đào đủ các thứ. Gói siêu hời luôn. Mình chin, thẻ tháng còn có 5 ngày nữa thôi. Hết tất hoạt động phúc lợi. Bây giờ phần hoạt động phúc lợi này nó bao gồm cả chợ này. Rồi thì đủ các kiểu luôn. Gộp 3 cái là 1 anh em nhé. Nhìn cho nó đỡ bị chật màn hình ấy. Điểm danh. Ồ, hôm qua thì mình cũng đã đầu tư 249k để mua thêm một cái tiên duyên đấy anh em ạ. Thế là mình đã nâng cấp được vật cưỡi của mình lên bậc 6 rồi đây này anh em này. Đâu nhỉ? Đây, bậc 6 rồi, level 111 anh em nhé. Vận may. Ồ, vận may hôm nay liên quan đến pháp bảo anh em ạ. Tuần sau ra thần thông mà. Nó lại vận may ra pháp bảo nhỉ anh em nhỉ? Chiêu mộ phan A. À đúng rồi, hôm qua mình mua một cái gói tiên duyên xong, nhưng là trong phần phúc địa của mình bây giờ là có 6 em chuột đấy anh em nhá. 6 em chuột là khá là ngon đấy. Để mình quản lý lại như là 11 phút. Tự động thuê luôn, ui ngon chưa. Nó nào sẽ nhanh hơn thôi. Thì giảm thời gian là mình cần phải auto xuống. Thế là được luôn. Yêu vực man hoang thì mai 10 giờ. À đâu, đúng rồi, hôm nay 10 giờ chứ. Bởi vì thời điểm mình làm video đang là 12 giờ 14 phút anh em ạ. Ui. Sang ngày mới phải là mình làm luôn. Đây này, anh em chuẩn bị nhận được thần thông, một là tinh quái hoặc linh thú, thần thoại tùy chọn nhé. Mình thì chọn nốt cái thần thông ngộ đạo để có thể là lấy thêm cái giải thi pháp. Hiện tại giải thi pháp của mình mới có bậc 1 thôi. Quả. À, cái này thì mình chưa chơi sự kiện mới à? Ô. Như nào? Ô, hoạt động nó kết thúc rồi. Ôi, vãi cả trưởng, hôm qua quên không chơi này. Holy shit, cú thế nhỉ. Tiên duyên. Bởi vì là mình mất 4 hôm mình bận đi về quê ngoại đấy anh em ạ. Thế thành ra là một số sự kiện mình không thể nào mà chơi được. Cú thế nhỉ. Gói miễn phí luôn này. Đó.
Còn gì nữa không? Pháp tắc. À mình thấy cái pháp tắc này nó cũng tăng được khá chỉ số anh em nhé. 16.1 né à, thay luôn. Cứ tăng điểm yêu lực là mình thay thôi, có gì đó. Linh thú thì thôi. Hết sự kiện cho linh thú rồi, bây giờ lại bắt đầu là tích lũy lại vậy. Chỉ free 3 lần thôi. Yeah. Ôi ôi ôi, không có ứng long. Cú vai. Nhiệm vụ. Ok. Không có gì. Vận may xem nào, được một số những nhiệm vụ rồi. Chưa được gì luôn, tầm bảo một lần này. Luyện hóa pháp bảo. Ô, hôm nay nó liên quan đến tầm bảo à? Tầm bảo thử phát. Một. Rồi, chả được con que gì. X10 phát nhỉ? Không được gì luôn. Hút máu thì bỏ luôn, mặc dù yêu lực tăng khá nhiều. Ui, 5 sao lận ạ. Chết đấy. Ô. Thính hải. Kháng hút máu phế thế nhỉ? Vận may ra nào. Thêm vài chục cái vé. À đâu, làm gì có tinh quái đâu. Nó liên quan đến pháp bảo anh em ơi. Hai này. Phát thứ ba. Ui nhiều thế. À cái đấy cứ bắp thôi. Ba cái tinh bình thủy. Còn đâu đó là một tuần nữa thôi là mình sẽ có thể lên được cái 16 anh em nhá. Ô vãi này. Ngon này anh em này. Phê luôn anh em ơi. Hên thế nhở. Được cái chưa. Ngon lành đây anh em ạ. Bạo kích à. Tí nữa mình sẽ chuyển sang dương thần nhé. Dương thần. Ok không sao. Ui trừ tận 2.000 vạn. Tao nó bạo kích lên này. Tiếp tục là auto thôi. Rồi túi càn khôn mình sẽ mở còn được cái gì đâu ta. Đây 45 mảnh này thì mình sẽ mở tiểu long nữ anh em nhé. Full luôn. Đấy. Thế là với em tiểu ơ thế cái này là ngẫu nhiên này. Có tiểu long nữ không? Có một thủy tướng này. Hay lôi công nhỉ. Thủy tướng. Rồi đây lôi công đây. Không có tiểu long nữ. Không bổ trợ thêm được phát nào anh em ạ. Phế thế. Đây để mình xem mình nâng cấp được lên không. Ôi dồi ôi, còn lâu lắm thì mình có thể lên được bậc tiếp theo anh em ạ. Wow. Số này. Khi HP là đầu dưới 35%. Không biết là bậc tiếp theo là bao nhiêu đây. Level 3 thì mình sẽ có là 41%. Trời ơi ngon thế nhỉ. Sướng sướng sướng. Ủa nãy giờ không được thêm cái vé tinh quái đâu ta. Chặt cây từ nãy giờ mà không ra kìa. Ổn thế nhỉ. Rồi. Đây cây của mình đây. 8 ngày. Đấy. Nói chung là 8 ngày nữa thì mình sẽ có thể lên được cây cấp 16. Lúc đấy là tỷ lệ ra những trang bị xịn xò hơn nó lại tăng lên rồi anh em. À có thêm một cái vé nữa này. 4 à. 40 đầu chờ x5 anh em nhá. Làm phát x5 thử xem nó như thế nào. Xem phát cuối cùng được cái gì không anh em ơi. Khiêu chiến ra nào. Chấn nhiều tháp. Rồi ok. À đây còn trong này nữa. Khai ngộ tí. 1. Ui giời, tưởng ra thần thông cam. Hiện tại là mình mới có 9.000 thôi. Mà để phun được cái thần thông đâu đó cần tận 16.000 thôi. Thế cho nên là cũng hơi bâng khuâng tí. Không biết có nên chơi ở tuần này hay à, tuần tới hay không. Không biết là còn một tuần nữa mình tích lũy đủ 16.000 những cái vé thần thông hay không anh em ạ. Càng vết đấy. Không đùa rồi. Ok này. Đủ thêm một vé tinh quái nữa chưa? Vẫn là 4/5, vãi cái trường.
Bang. Ô, trả giá này, quên mất. Mua luôn. May quá vẫn còn giờ anh em ơi. Tí nữa thì thọt mất mấy chục điểm gọi là tin ngọc cũng như là một số những cái phần tướng. Yêu vực man hoang. Động phủ xem nào. Tiên cung thì xem ông nào đang bài kiến ai đây. Số nào tiên nhận khi càn quét. Ok. Túi càn khôn. À đây, mở cái pháp bảo hôm nay mà nhận được xem nào. Cái này nó tăng cái gì đấy. HP 2%. Thủ à. Công đấy. Nhận luôn. Ấn ký cũng là cũng mở luôn này. À đây có thêm một số mảnh tinh quái nữa. 110 mảnh cơ. Phản công mình tách nha. Linh thú. Hết chưa nhỉ? Hết một số cái có thể mở được rồi anh em ạ. Rồi, hết rồi. Chả còn được vẹo gì nữa. 5/5. Ui giời, nó cũng gọi là vừa khít luôn lại 6/5 này. Được cái gì? Đại Minh Vương cày. Thôi được. Hết mãi làm sao được đúng không anh em? Rồi, cứ để thế đi cho nhân phẩm nó cứ gọi là tự nhiên. Nhưng còn em quỷ tướng của mình vẫn chưa sở hữu được anh em nhé. 11 mảnh nữa cơ. Ổn quá. Thôi thì bây giờ có đại sân yêu rồi. Để mình xem nó nguyên thể của mình đâu. Phải né đúng không? Đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ em này đi. Đấy. Và thêm vào đó là đại sân yêu. Anh núi này. Ô, anh núi thêm một mảnh nữa là có thể lên được level 4 này anh em này. 10% giảm sát thương cuối. Ra trận luôn xem nào. Giờ đi đánh đấm thử trận xem như thế nào nhỉ. Lâu lắm không đánh đấm. Ui thì chết, tụt xuống hạng 12 này. Onupakachi 5,56 ức, 5,85 ức. Wow, 8,25 ức rồi. Ui 43,69 ức rồi á. Căng này. Đánh thử ông tiêu chảy như thế nào. Một. Rồi. À, có giảm sát thương cuối cái nó ổn áp hơn hơn hẳn anh em ạ. Ôi, nhưng mà nào. Không né được phát nào này. Ha. Ô. Choáng lên tùng tục luôn. Ông tiêu chảy đến chơi cái gì nhỉ? Xem lại nè. Ông tiêu chảy này view cái gì ấy. Choáng anh em ạ. Mặc dù là vật cước của mình bậc 6 mà kháng như hạch luôn. Trong khi đó ông đấy vật cước bậc 5 mà đánh mình không né được phát nào. Kiểu gì nhỉ. Ảo ma Canada vãi cả trưởng luôn. Thôi được, bây giờ lại tiếp tục là đi chặt rào với anh em ơi. Ở đây thì khiêu chiến yêu vương thì phải cần quét thôi. Bây giờ mình phải chờ lên tiên thụ cấp 16 thì mình có thể là nâng cấp đột phá thêm lên đại thừa gì ta. Hiện tại là đang đại thừa trung kỳ đúng không? Đây thì mình phải đợi cây lên 16 mới có thể là lên đại thừa hậu kỳ anh em nhé. Thì ok, lại tiếp tục hành trình thì không biết làm sao bây giờ. Thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi hành trình nâng cấp lên đại thừa hậu kỳ của mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và nếu như anh em nào mà không ra cái sự kiện thú tinh quái ở tuần này mà đang nhịn khoảng 350 cái vé rồi thì xả đi để lấy thêm tinh quái xịn sò con bò anh em nhé. Chúc anh em cực kỳ đồng nổ may mắn như mình hôm nay. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.